dắt lưới xong rồi cả nhà. Nay đánh con mằn nè. À, có cá nè cả nhà ơi. Nay rê nha. Dạ, dạ. Trời này nay cháy lửa nữa. Như đây khoảng 700 kg. Như 700 kg. Ủa, ổn dưới đè hả? Thị nổi lên ha. Thị nổi rồi. Anh cho lưới nè, để hồi anh lên. Gần cả tấn mà. Thị nó tung. Hồi đầy dọc luôn đó nha. Nghe không có cả nhà. Mà đưa tới xong á. Xong luôn nha. Xong rồi dữ. Xong chỉ có ngang ở, có ngang bọt không ạ? Xong mà không biết giá đó. Khoảng này không biết giá đó. Xong hả? Xong 3.000 ký hả? Rẻ vừa á. Nó gần nhỏ nhỏ 7-8 ngàn. Bên kết cá chim, chục ký cá chim. Cá chét, cá ngang, cá bọt má. Đó, chắc chưa? Cá chim. Cá chim chắc được 2 cớ thôi cả nhà.
hết rồi, nhem nhem 1.000 kg luôn cả nhà, thủ 800 kg luôn. Nay mực ít, mực được có 4-5 con mực à, có mối cũng ít luôn, được con khu bực khu Cà Gòn bự. Con khu cờ khu Cà Gòn có hai loại, Cà Gòn và Cà Lá nha, cái Cà Gòn Cà Tháp. Con này lá hay gòn xưa á? À, cà lá, thấy nó mập. Con này cà lá nha cả nhà. Gòn này cả chục ký á, 8 ký. Mà cá này đẹp nha cả nhà. Có cái sòng thì giá nó hơi lẻ hơn, còn ba cái nó ngang với cái sát với cái bọc má là có giá. Xong nha cả nhà, cái này luộc xả với luộc cá muối ớt canh với nấu con chua thôi, nó nhờ được cái bộ đồ lòng. Chín trăm ký em, khoảng 900 ký. Hôm đi xuống bắt mì cơm lên cả nhà, trưa tại nắng là mặt trời quá trời nắng lắm, nắng lên mấy anh ăn cơm không nổi. Cái này không biết chưa có biết bán lỗi hay muối nữa nha cả nhà. Ngủ giấc mấy anh về quán cá nha cả nhà. Tại nắng 2 giờ chiều. Quá tài nắng luôn ở nhà, ngoài biển ngợp oxy, không biết ở nhà ngợp không, dữ không. Ở đây là quạt suốt luôn, có ý là có gió mà còn chịu không nổi á. Chiếc này nay cũng cao dữ luôn. Nhiều chiếc không? 12 chiếc. Mà còn con mình ở ngoài đây anh Hoàng.
thêm để con cá chim ở lại em. Để thêm con cá chim ở lại con. Cái khơi nó đại đi có còn ăn hai ba bữa. Dư mới bán. Chuyện có dư rồi mới bán tiếp. Trời. Chiều mấy anh này câu cá đổng nghe cả nhà. Biển không nghe tiếng gió luôn. Đây, nguyên một dải ngồi mé bên mát luôn. Có nghe cả nhà nó dốc á. Đây 11 câu khờ, có phải hơn đây rồi. Này tóm đường cậu cá đổng rồi. Em nghe làm đi, mấy anh này nó ở trà ấy không kịp, tại em đi dữ rồi.
Tuyệt đối là người ngài là không nha. Em gồng, em nghe móng móng làm nói. Cả đêm giờ chừng tâm lý cứ chạy nữa. Ngày nào lý em kéo tuốt hết. Chị cua chạy dữ. Nó là ngày nào bao nhiêu lý là em kéo hết. Chạy tuốt mình bữa mà tới nay chạy 19.000 dầu. Trời có không chạy dữ đó. Chạy. Không quấy hổng chụp cái lự ngàn nhóm đó mà. Mấy tỷ này chạy cái gì. Trời ơi, giờ lâu đã à. Mấy cây mày. Cây. Mấy cây. Ê Bí. Cái ly gì nữa? Nó trâu nguyên cả nhà. Có chiều có. Mà đang ngu lắm á, nhậu đang ngu lắm lại vợ cho đổi đồ cho một cọc tiền thì mấy đứa nít lại đang hết tốn thuộc bia với ba tâm rồi đó. Trên đây đâu cái nhỏ rồi đó, đây thì đấy, họ tính đi là lôi á. Trên đây mấy đứa nhỏ là đâu 60 đứa vậy. Cái chà phút cho nó hiền chi đủ. Kêu đứa vậy vậy đây cái hậu cái chắc kêu gặp con lưng nó cho hỏi mày chưa. Cái lưng nó con đưa lò cái hồi tôi nói đó. Đấy nó giờ nó xỉn nó ngao tàu nó không biết. Nó hỏi chưa là chưa rồi nó xin lì xì nữa cho nó ông nói vậy này không biết ông nói làm vậy tôi bể mặt tôi sao. Coi gì cũng giữ chút uy tín chứ. Là vậy là nó giữ uy tín thằng cha nó. Điêu điêu. Vì nó đang ngáo mền nó chứ phải nó tỉnh dễ ăn tiền nó nói lạ. Đời này hấp thằng. Đều bữa đó xài vợ dạ, vẫn có tết cũng có đổi về sẵn sẵn cho lì xì nít rồi. Đưa này. Cây hùng quá cả nhà. Chắc có cái động nặng đây, có cái động với tươi thì dạ. Giờ muối xả. Hai luôn. Hả? Gì đâu? Mình lâu thì không xong, nó tuột xuống tới đầu ngán là no cơm. Đây này là câu về nhà ăn luôn cả nhà luôn. Giới thiệu chứ. Quay thêm câu bự bự nữa ta. Lên. Lên. Hiểu. Gì em? Em đồng. Con một ngày hay gì cô Út? Ừ. Bạn chập mình giờ la cao qua đổng nè. Gì đâu. Ủa ba con. Nước già nước trà. Anh mới dính ba con. Dính cá anh ngâm lại ra nữa. Tại cá này nó uống nhiều. Ngâm mỗi thảy luôn. Trời ơi, là câu cá vậy. Từ nãy giờ không ai câu được cá. Chán ghê. Câu cá không làm. Giờ 5 giờ mấy để cả nhà. Còn dày nắng. Bên đây là bên mát, bên kia là nắng như tơ 12 giờ. Không được.
có nhóc á, mấy học luôn cắt luôn đó mấy lại là mới những cái con này chưa biết câu ngọn chỗ mắt cho mồi mắt lên ghế mồi ngọn cho con bị gì hả à, tôi câu mồi bự vậy sao á câu bự đến cá bự này chế một hai cục có khi đi cá thiều luôn ai lần này có cá thiều bự giáp biên 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 của mình hậu đó điện hậu à ra tới bảy năm điện nó lắm rồi nó không điện nữa hết mồi nhớ nó mồi đủ đem lên cái để xây cái xây đâu rồi chết dình thối người không nguyên ngang đó đó mà sẽ đỡ anh thêm con nữa bọn đúng lần luôn hết da luôn đâu đâu lấy dụng da mà nãy giờ mình vừa đi xuống anh thêm coi nè chín mấy con bự bự và đầy phết luôn giống như đi bắt hôi vậy luôn nè cái mười nữa cái cá bự nữa cá bự nữa rồi hai con luôn hai con luôn cái mười ơi ông già vợ của mình tay ồ hai con bự luôn ở dưới hai dính con nữa rồi có đã rồi hai con bự hiện nha nãy giờ chỉ câu có mấy con giờ tới lại rồi nè đậm màu đẹp anh thêm thắng rồi hai con đang lên luôn hai con luôn ồ hai đường hai con chứ không phải đường con đúng bự luôn rồi, dưới con đúng lạng ba ký rồi đó nha từ nãy giờ được ba ký rồi không có rồi ba ký có đá dưới thì nãy thấy đá mà câu mồi là mực với mồi cá gì cũng ăn ấy nha từ mình với xui mình giá lưới cái da nó dai đủ lấy câu đủ nó móc đủ hành đang dính nha cái người dính luôn thêm dính luôn ba người luôn cái con gì có thấy gì đâu nói đừng câu quá á thấy đừng câu chú mười lên trước anh thêm anh thấy chú mười lớn tuổi nhưng cảo lẹ cái đường gom đường câu rồi nó thiếu người cảo lẹ anh thêm cái này hai con luôn ờ à, anh thêm tướng rồi thêm tướng rồi ôi à, con này bự hàng chi cảo chậm hơn bị bự nó nặng lội chết mã tử nha ba ngày nay lùng cài cá đẫm kiếm cá chai rồi đó nha yêu mày nắng quá mà mặt trời còn vậy nè cả nhà nắng dữ dằn 5:35 chín rồi hai
câu quá đậm thấy nhàn ghê mấy nhà, không có mà đứng mà bạc mà ịt. Nhưng mấy cái kia là phải đứng. Ở động tại mấy anh câu càng quen rồi. Chứ không có câu tay, thường câu tay đi húng câu tay lẹ lắm mấy cái nhà. Phăng là tét tay luôn. Sao? Trời ơi, con cá động làng. Nó có biệt danh là cá động làng. Em dọn cơm cho mấy anh ăn nha cả nhà. Giờ về chiều rồi, anh cũng đói bụng rồi. Thôi em xin kết thúc video tại đây. Em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cuối video của em nha. Em chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cơm cả nhà ô.